trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Bão Ashley tấn công nước Anh, ban hành 100 cảnh báo nguy hiểm. Cảnh tượng ngập lụt dữ dội ở Philippines, dù bão Trà Mì còn chưa đổ bộ. Sau hai siêu bão, 13 ca tử vong vì vi khuẩn ăn thịt người ở Mỹ. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cơn bão Ashley đổ bộ mạnh vào nước Anh với sức gió khủng khiếp đã tàn phá nhiều khu vực của nước Anh, mang theo những đợt gió mạnh và mưa lớn. Tác động nghiêm trọng của cơn bão không chỉ gây ra lũ lụt diện rộng mà còn khiến hàng loạt chuyến bay và tàu hỏa bị đình trệ. Điện lưới bị gián đoạn trong khi giao thông tại một số khu vực gần như tê liệt. Ashley được coi là cơn bão đầu tiên trong năm được đặt tên tại Anh nhờ vào sức tàn phá lớn. Càng nguyên Scotland đã trải qua sức gió trung bình lên đến 137 km h với cơn gió giật mạnh nhất ghi nhận đạt đến 111 dặm một giờ, tương đương với 178 km h Tại đỉnh Cairngorm, những cơn gió dữ dội này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường sắt và hàng không, đặc biệt là tại sân bay Aberdeen, nơi có ít nhất 4 chuyến bay bị hủy không chỉ dừng lại ở việc gây khó khăn cho ngành hàng không, bão Ashley còn khiến hàng loạt tuyến đường sắt ở Scotland bị giảm tốc độ hoặc tạm dừng hoạt động. Lũ lụt cũng là một vấn đề lớn khi cơ quan môi trường Anh đã phát đi 45 cảnh báo lũ lụt trên toàn quốc vào ngày 21 tháng 10, chủ yếu dọc theo bờ biển phía nam Cornwall và khu vực sông Severn. Tình trạng lũ lụt trở nên nghiêm trọng khi nước sông dâng cao, gây ngập thị trấn Worcester từ ngày hôm trước. Gần 100 điểm khác trên khắp nước Anh đã được đưa vào trạng thái báo động cao vì khả năng lũ lụt trong những ngày tới. Tại Scotland, cơ quan môi trường lũ lụt đã ban hành 47 cảnh báo, trong đó có 8 cảnh báo lũ được đưa ra bởi cơ quan tài nguyên thiên nhiên xứ Wales. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi cơn bão tiếp tục hoành hành trên khắp các khu vực, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân. Trước đó, cảnh báo màu hổ phách đã được ban hành cho khu vực phía Tây Bắc Scotland, trong khi phía Bắc Scotland sẽ vẫn nằm trong tình trạng cảnh báo màu vàng về gió mạnh. Ngoài ra, cơ quan khí tượng Anh đã ban hành cảnh báo màu cam cho khu vực phía tây nam nước Anh và miền nam xứ Wales với mối đe dọa gián đoạn giao thông do lũ lụt và có thể gián đoạn nguồn cung điện. Hình ảnh tại sân bay Heathrow đã cho thấy sự dữ dội của cơn bão khi máy bay bị thổi nghiêng ngả dưới những đợt gió mạnh. Một số chuyến bay của các hãng hàng không lớn như British Airways và Virgin Atlantic đã phải đối mặt với những khó khăn khi hạ cánh, phải vật lộn để giữ vững trước sức ép của gió. Bão Ashley được dự báo vẫn đang tiếp tục đe dọa nước Anh với những diễn biến phức tạp và khả năng gây thêm thiệt hại trong những ngày tới. Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines OCD ngày 22 tháng 10 đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp tại 7 khu vực để ứng phó với những tác động tiềm tàng của bão Trà Mi. Theo đài ABS-CBN News, 7 khu vực vừa nêu gồm khu hành chính Cordillera, CR, Trung Luzon, Calabazon, Mimaropa, Bicol và Đông Visayas. Tất cả những nơi đó đều được xác định là những khu vực có nguy cơ cao Người phát ngôn của OCD, ông Edgar Posadas cho biết những khu vực vừa liệt kê được sơ tán trước. Ngoài ra, các đội phản ứng nhanh và các nguồn lực bổ sung cũng sẽ được triển khai đến những khu vực này. Đương nhiên là tất cả lực lượng chức năng và quan chức phải túc trực để kịp ứng phó với lũ lụt, lở đất. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa cũng đã đưa ra cảnh báo lốc xoáy ở nhiều nơi trên đảo Luzon, quần đảo Dinagat, tỉnh Đông Sama và tỉnh Bắc Sama thuộc vùng Đông Visayas. Cảnh báo gió giật hiện cũng có hiệu lực đối với bờ biển phía bắc và phía đông của Luzon, khiến hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt tại các cảng biển. Cơn bão Chami ở Philippines gọi là bão Christine chưa đổ bộ Philippines nhưng với kích thước rất lớn, nó đã gây mưa to ở nhiều vùng tại nước này. Còn ít nhất là hơn một ngày nữa bão mới đổ bộ, mà nhiều khu vực ở Philippines đã ngập lụt mênh mông, có nơi nước đã lên tới ngang ngực người lớn. Cơ quan khí tượng Philippines, PAGASA cũng đã cảnh báo gió mạnh ở ít nhất là 24 khu vực. Do có hoàn lưu rất rộng nên cơn bão này đã gây mưa lớn ở Philippines từ ngày đầu tuần khi chưa đổ bộ. Do đó nhiều nơi tại Philippines đã bị ngập lụt mênh mông theo trang hệ thống thời tiết Philippines. Không chỉ vậy, mưa do bão Charmie còn gây lũ ở một số tỉnh ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn người dân. Tính đến 20 giờ 50 phút ngày 22 tháng 10 theo giờ địa phương, hầu như toàn bộ thành phố Naga ở tỉnh Camarines bị ngập lụt do mưa lớn liên tục và gió mạnh do bão Charmie, tên địa phương là bão Christine. Mặc dù bão Tràm Y có thể không mạnh bằng một vài cơn bão khác ở khu vực trong mùa bão năm nay, nhưng kích thước của nó lại rất lớn, có khả năng gây mưa diện rộng. Thực tế, trước, trong và sau một cơn bão thì nước mưa gây thiệt hại lớn hơn là gió, vì mưa nhiều có thể gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Vì vậy, người dân lưu ý không hoang mang nhưng cũng không chủ quan mà thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương để có cách ứng phó phù hợp trong trường hợp bão gây ảnh hưởng. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết Sáng sớm 22 tháng 10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Chami. Lúc 13 giờ cùng ngày, cơn bão Chami đang ở trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Bão Chami đang di chuyển khá nhanh theo hướng tây bắc, tốc độ từ 15 km/h đến 20 km/h. Cơ quan khí tượng quốc gia nhận định trong những giờ tới, bão Chami vẫn tiếp tục mạnh lên. Dự báo khi vào đến Biển Đông, vào khoảng chiều tối ngày 24, sáng ngày 25 tháng 10, cơn bão Chami có thể mạnh lên cấp 11, giật cấp 14. Đáng lo ngại hơn, cơn bão mạnh Chami được dự báo sẽ đổ bộ vào thung lũng Cagayan phía đông bắc Luzon. Thung lũng Cagayan gồm 5 tỉnh, cụ thể là Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya và Quirino với số dân tính đến năm 2020 là gần 4 triệu người. Thùng lũng Cagayan được xem là vựa lúa lớn của Philippines. Đây là một vùng sản xuất lúa gạo chính, chiếm gần 1 phần 6 tổng sản lượng của Philippines. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Chami này xảy ra vào đúng giữa mùa trồng lúa thường niên thứ hai của Philippines, chỉ vài tuần sau khi bão Yagi xóa sổ gần 49.000 tấn lúa của quốc gia vùng Đông Nam Á. Hiện tại, một số khu vực đã đóng cửa trường học sau khi cảnh báo mưa lớn được ban hành cho các tỉnh phía nam thủ đô Manila của Philippines. Philippines là một trong những quốc gia phải chịu nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất do biến đổi khí hậu, với trung bình 20 cơn bão đổ bộ vào quốc gia này mỗi năm. Theo Trung tâm cảnh báo bão chung JTWC của Hải quân Mỹ, Chami có thể yếu đi sau khi đổ bộ vào đất liền khi tương tác với các dãy núi ở phía bắc Luzon của Philippines. Tuy nhiên, bão Chami khi đi qua biển Đông có thể mạnh trở lại nhờ nhiệt độ bề mặt biển cao và gió đứt thẳng đứng từ thấp đến trung bình, những điều kiện thuận lợi giúp bão duy trì và tăng tốc sức mạnh. Cường độ bão Trà Mi đang tiếp tục tăng cấp và sẽ đi vào biển Đông. Dự báo, cường độ bão đạt cực đại cấp 12, gió giật cấp 15 khi tiến về quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, bão tiếp tục hướng vào các tỉnh trung bộ, gây mưa lớn. Cũng theo các chuyên gia, bão Trà Mi vào biển Đông trong ngày 24 tháng 10. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10, miền Trung giảm mưa, trời nắng. Bão Trà Mi sẽ đạt cường độ cực đại khoảng cấp 12 khi tiến đến vùng biển quần đảo Hoàng Sa trong ngày 26 tháng 10. Do ảnh hưởng của cơn bão này, khoảng từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, trên khu vực các tỉnh trung bộ khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Trước đó, Đài khí tượng Nhật Bản nhận định bão sẽ vào biển Đông trong ngày 24 tháng 10, đạt sức gió cao nhất 108 km/h ở khu vực giữa biển Đông. Đài Hồng Kông cho rằng, sau khi vào biển Đông, bão sẽ tiếp tục mạnh lên 130 km/h rồi giảm dần khi hướng vào miền Trung tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ Đài quan sát khí tượng Hồng Kông, Trung Quốc, còn dự báo bão Trà Mi có thể đi qua 400 km về phía nam của Hồng Kông khi suy yếu thành bão nhiệt đới vào chiều ngày 26 tháng 10. Bão Trà hay còn gọi là Christine, là cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Ông Juanito Galang, trưởng phòng dự báo thời tiết của Pagasa, không loại trừ khả năng bão số 11 Christine sẽ mạnh lên thành siêu bão, vì siêu bão thường hình thành vào cuối năm. Tuy nhiên, các nhà khí tượng cho rằng vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về đường đi tiếp theo của cơn bão, bao gồm khả năng di chuyển về phía Tây, qua miền Trung và Bắc Biển Đông, hoặc đi theo hướng Tây Bắc, tiến gần hơn đến bờ biển miền Nam Trung Quốc. Tại Philippines, tính đến 20 giờ 50 phút ngày 22 tháng 10, theo giờ địa phương, hầu như toàn bộ thành phố Naga ở tỉnh Camarinesua bị ngập lụt do mưa lớn liên tục và gió mạnh do bão. Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển ước đoán hơn 33,5 triệu người có thể bị ảnh hưởng do bão Chami. Ngoài ra, số lượng các phường, barangay, đơn vị hành chính nhỏ nhất của Philippines dễ bị lở đất và lũ lụt đã tăng lên 21.213 theo báo cáo mới nhất của Cục Mỏ và Khoa học Địa chất. Theo báo Guardian ngày 23 tháng 10, bang Florida, Mỹ đã ghi nhận 13 trường hợp tử vong có liên quan đến vi khuẩn ăn thịt người hiếm gặp trong năm nay, nhất là khi số lượng các ca bệnh liên quan đến bão lũ ở bang tăng đột biến. Cơ quan y tế tại bang Florida cho biết đã xác nhận 74 trường hợp nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus trong năm 2024, tăng so với 46 ca bệnh được ghi nhận vào năm 2023. Giới chức trách bang cho biết sự gia tăng các ca nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus có nhiều khả năng liên quan đến hai cơn bão đã liên tiếp đổ bộ vào bang Florida trong thời gian qua. Cụ thể vào tháng 9, bão Helen đã tàn phá bang Florida với sức gió kinh hoàng và những đợt sóng thần lịch sử, khiến hơn 200 người trên khắp 6 bang thiệt mạng. Ngay sau đó vào đầu tháng 10, một siêu bão khác có tên Minton đã tiếp tục đổ bộ vào bang Florida, mang theo mưa lớn và lốc xoáy, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng triệu người mất điện. Cơ quan y tế bang Florida cho biết, vi khuẩn Vibrio thường được tìm thấy ở những vùng nước ấm ven biển, có thể gây bệnh khi con người vô tình nuốt phải hoặc khi vết thương hở tiếp xúc với nước bị ô nhiễm. Hậu quả của mưa lớn và lũ lụt có thể làm tăng nồng độ của các vi khuẩn này, đặc biệt là trong môi trường nước lợ và nước mặt. Báo cáo của báo USA Today cho biết khi nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus ra vào mô mềm trong cơ thể con người dần bị phá hủy. Do đó, để ngăn chặn nhiễm trùng lây lan, phần chi bị nhiễm khuẩn sẽ buộc phải cắt bỏ. Trường hợp xấu nhất khi nhiễm vi khuẩn này có thể dẫn đến tử vong. Đây không phải là lần đầu tiên bang Florida chứng kiến bùng phát nhiễm khuẩn Vibrio. Hồi năm 2022, bão Ian đi qua để lại hậu quả nặng nề cùng một loạt thách thức cho chính quyền và người dân ở bang Florida, miền đông nam nước Mỹ. Bên cạnh thiệt hại về tài sản, người dân khắp bang đối mặt với nguy cơ bùng phát, vi khuẩn ăn thịt người. Các quan chức cho biết tại Hạt Lì, nơi bão lan quét qua đã ghi nhận 29 ca mắc bệnh và 4 ca tử vong do vi khuẩn ăn thịt người trong số đó 27 ca được phát hiện sau trận bão. Năm 2021, đã có 10 ca tử vong tại Florida liên quan đến vi khuẩn này vào năm 2020 là 7 ca. Cơ quan y tế bang Florida cho biết, nước lũ và vùng nước đọng sau bão tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm cả các bệnh truyền nhiễm như vi khuẩn Vibrio vulnificus. Vi khuẩn này rất hiếm gặp và được phát hiện trong nước ấm và lợ do đó giới chức y tế khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ mắc bệnh do vibrio bonificus gây ra